Phẩm tánh Như Lai, phẩm thứ tư, phần 7. Lúc ấy Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi bạch Phật: Thế Tôn, nay Thuần Đà còn có lòng nghi, xin Như Lai phân biệt rằng nói lần nữa để dứt trừ lòng nghi của ông ấy. Phật dạy: Thiện nam tử, ông ấy có lòng nghi như thế nào hãy nói ra đi, ta sẽ dứt trừ cho. Văn Thù Sư Lợi bạch Phật: Thuần Đà có lòng nghi rằng Như Lai thường trụ là nhờ sức thấy biết được tánh Phật, nếu thấy tánh Phật rồi là thường thì lúc chưa thấy đáng lẽ phải là vô thường, nhưng nếu trước đã vô thường về sau đáng lẽ cũng như thế. Vì sao vậy? Như những vật ở thế gian trước vốn là không, nay lại thành có, rồi từ có trở lại thành không, những vật như vậy đều là vô thường. Theo nghĩa ấy thì chư Phật Bồ Tát thành văn duyên giác chẳng khác gì nhau. Lúc ấy Thế Tôn liền thuyết kệ rằng: Vốn là có mà nay thành không, vốn là không mà nay thành có. Nếu nói trong ba đời có pháp, thật không thể có nghĩa như thế. Thiện nam tử, vì nghĩa ấy nên chư Phật Bồ Tát thành văn duyên giác có chỗ khác nhau mà cũng không khác nhau. Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi ngợi khen rằng: Lành thay, đúng như lời dạy của Thế Tôn, nay con mới hiểu rằng chư Phật Bồ Tát thanh văn duyên giác có chỗ khác nhau mà cũng không khác nhau. Bồ Tát Ca Diếp bạch Phật: Thế Tôn, như Phật có dạy rằng tánh của chư Phật Bồ Tát thanh văn duyên giác vốn không khác biệt, xin Như Lai phân biệt giảng rộng để làm lợi ích an vui cho hết thảy chúng sanh. Phật dạy: Thiện nam tử, hãy nghe cho kỹ, ta sẽ vì các ông mà giảng nói. Thiện nam tử, ví như một người con nhà trưởng giả kia nuôi rất nhiều bò sữa, có đủ các sắc lông, thường giao cho một người chăn giữ chăm sóc. Một hôm người ấy muốn cúng tế nơi đền thờ nên vắt hết sữa của các con bò cho vào một cái thùng. Người ấy thấy sữa toàn một màu trắng lấy làm kinh quái, nghĩ rằng bò có màu lông khác nhau, vì sao sữa lại chỉ có một màu. Người ấy liền suy nghĩ rằng như vậy tất cả đều do nhân duyên nghiệp báo của chúng sanh nên khiến cho sữa chỉ có một màu. Thiện nam tử, thành văn duyên giác Bồ Tát cũng vậy, thảy đều đồng một tánh Phật, cũng như cho sữa kia cùng một màu vậy. Vì sao thế? Vì thảy đều dứt sạch phiền não, nhưng chúng sanh vẫn nói rằng Phật Bồ Tát thanh văn duyên giác đều có khác biệt. Có những vị thanh văn và người phàm phu có lòng nghi đối với ba thừa, tại sao không khác nhau? Các chúng sanh ấy lâu về sau mới tự hiểu ra rằng tất cả ba thừa đều đồng một tánh Phật. Cũng như người chủ bò kia tỉnh ngộ mà hiểu rằng màu sắc của sữa là do nhân duyên nghiệp báo của chúng sanh. Lại nữa, thiện nam tử, ví như chất khoáng vàng được nung luyện sạch hết cặn bẩn thành vàng ròng, từ đó mới có giá trị vô cùng. Thiện nam tử, thành văn duyên giác Bồ Tát cũng thế, đều được thành tựu cùng một tánh Phật. Vì sao vậy? Vì dứt trừ phiền não, cũng như khoáng vàng kia lọc bỏ những chất cặn bẩn. Vì nghĩa ấy nên tất cả chúng sanh đều cùng một tánh Phật chẳng khác gì nhau. Vì trước được nghe tạng sâu kín của Như Lai nên sau mới thành Phật, tự nhiên được rõ biết, cũng như ông trưởng giả kia biết được sữa chỉ có một màu. Vì sao vậy? Vì đã dứt sạch vô số phiền não. Bồ Tát Ca Diếp bạch Phật: Thế Tôn, nếu tất cả chúng sanh đều có tánh Phật thì Phật với chúng sanh có khác gì nhau? Thuyết giả như vậy thật quá sai lầm. Nếu như chúng sanh đều có tánh Phật, vì nhân duyên gì mà những người như ông Xá Lợi Phất đều vào niết bàn bậc hạ hàng duyên giác, đều vào niết bàn bậc trung hàng Bồ Tát, lại vào niết bàn bậc thượng? Tất cả mọi người nếu cùng một tánh Phật, vì sao chẳng cùng vào niết bàn của Như Lai? Phật dạy: Thiện nam tử, niết bàn mà chư Phật Thế Tôn chứng đắc không phải chỗ chứng đắc của hàng thanh văn duyên giác. Vì nghĩa ấy đại bát niết bàn gọi là sự hiện hữu tốt đẹp. Thế gian dù không có Phật vẫn có những người trong hai thừa chứng đắc hai bậc niết bàn. Bồ Tát Ca Diếp lại thừa hỏi: Nghĩa ấy như thế nào? Phật dạy: Trải qua vô lượng vô biên a tăng kỳ kiếp mới có một đức Phật ra đời chỉ bày giảng rõ ba thừa. Thiện nam tử, như ông vừa nói đó, Bồ Tát với hạng nhị thừa chẳng khác biệt nhau. Trước đây ở tạng sâu kín của Như Lai trong kinh Đại Niết Bàn này đã có thuyết giảng nghĩa đó. Các vị A-la-hán chưa phải đạt đến sự hiện hữu tốt đẹp. Vì sao vậy? Vì tất cả các vị A-la-hán cuối cùng đều sẽ đạt đến Đại Niết Bàn này. Vì nghĩa ấy nên Đại Bát Niết Bàn mới có được niềm vui hoàn toàn rốt ráo. Vì thế nên gọi là Đại Bát Niết Bàn. Bồ Tát Ca Diếp bạch Phật: Như Phật vừa dạy, nay còn mới biết được nghĩa khác nhau và chẳng khác nhau. Vì sao vậy? Vì tất cả Bồ Tát thành văn duyên giác cuối cùng rồi trong đời vị lai đều sẽ về nơi Đại Bát Niết Bàn, cũng như các dòng nước đều về nơi biển cả.
Cho nên hàng thanh văn duyên giác thầy đều gọi là thường, chẳng phải vô thường. Vì nghĩa ấy nên có chỗ khác nhau mà cũng không khác nhau. Bồ Tát Ca Diếp lại thưa hỏi: Bạch Thế Tôn, thế nào là tánh khác nhau? Phật dạy: Thiện nam tử, hàng thanh văn ví như sữa, hàng duyên giác ví như kem sữa, hàng Bồ Tát ví như bơ sữa, chư Phật Thế Tôn ví như đè hồ. Vì nghĩa ấy trong kinh Đại Niết Bàn này ta nói bốn loại tánh khác biệt nhau. Bồ Tát Ca Diếp lại bạch: Tánh tướng của tất cả chúng sanh là như thế nào? Phật dạy: Thiện nam tử, như con bò cái mới sanh con, sữa và máu chưa phân biệt, tánh phạm phu lẫn lộn các phiền não cũng giống như vậy. Bồ Tát Ca Diếp lại bạch: Trong thành Cầu Thi Na có người dòng trên Đà La tên là Hoan Hỷ. Phật có thọ ký cho người ấy rằng nhờ một lần phát tâm mà sẽ mau chóng được thành đạo vô thượng chánh giác trong thế giới này, nằm trong số 1.000 đức Phật sẽ ra đời. Vì sao Như Lai chẳng thọ ký cho những người như tôn giả Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên được sớm thành Phật đạo? Phật dạy: Thiện nam tử, có những thành văn duyên giác hoặc Bồ Tát phát thệ nguyện rằng tôi sẽ hộ trì chánh pháp rất lâu, rồi sau mới thành Phật đạo vô thượng. Vì những người phát nguyện nhanh chóng mới thọ ký cho họ nhanh chóng thành Phật. Lại nữa thiện nam tử, ví như nhà buôn kia có một vật báu vô giá mang đến chợ bán, những kẻ ngu nhìn thấy không biết chê cười. Người chủ vật báu nói to rằng: Hạt châu báu của tôi đây giá trị vô cùng. Họ nghe rồi lại cười nữa. Thầy đều bảo nhau rằng đây chẳng phải hạt châu thật, chỉ là pha lê thôi. Thiện nam tử, hàng thanh văn duyên giác cũng vậy. Nếu nghe việc mau chóng thọ ký, ắt sẽ biếng nhác chê cười, khinh dễ, như những kẻ ngu kia chẳng biết vật báu thật. Trong đời vị lai sẽ có những tỳ kheo không chịu chuyên cần tu tập thiện pháp. Họ bần cùng khốn khổ bức thiết vì nỗi đói khát, vì thế mới xuất gia để được no ấm tấm thân. Tâm ý họ dễ ruôi, đời sống gian tả, bợ đỡ nịnh hót. Nếu họ nghe hàng thanh văn được Như Lai thọ ký sớm thành Phật, ắt họ sẽ cười to, khinh mạn, chế nhạo, nên biết rằng đó là bọn phá giới. Họ tự nói rằng chứng đắc quả thánh. Vì lẽ ấy nên tùy theo sự phát nguyện nhanh chóng mà được thọ ký nhanh chóng. Người phát tâm hộ trì chánh pháp dài lâu thì thọ ký lâu xa mới thành Phật. Bồ Tát Ca Diếp lại bạch Phật: Bạch Thế Tôn, Bồ Tát Ma Ha Tát làm thế nào để quyến thuộc khỏi bị hư hoại? Phật bảo Ca Diếp rằng: Như những Bồ Tát nào chuyên cần tinh tấn, dốc lòng hộ trì chánh pháp, nhờ nhân duyên ấy quyến thuộc khỏi bị hư hoại. Bồ Tát Ca Diếp lại bạch Phật rằng: Thế Tôn, do nhân duyên nào mà môi miệng của chúng sanh khô khan nóng phỏng? Phật dạy Ca Diếp rằng: Như ai không biết rằng tam bảo là thường tồn, do nhân duyên ấy môi miệng họ bị khô khan nóng phỏng. Ví như người trong miệng khó chịu, chẳng phân biệt được sáu vị ngọt, đắng, cay, chua, mặn và nhạt. Tất cả chúng sanh ngu si không trí tuệ, chẳng biết tam bảo là pháp thường tồn, nên gọi là môi miệng khô khan nóng phỏng. Lại nữa thiện nam tử, như có chúng sanh chẳng biết Như Lai là thường trụ, nên biết rằng họ là những kẻ đuôi mù bẩm sanh. Những ai biết rằng Như Lai là thường trụ, dù chỉ có mắt thịt nhưng ta cũng gọi họ là có thiền nhãn. Lại nữa thiện nam tử, như ai có thể biết rằng Như Lai là thường, nên biết rằng những người ấy tu tập kinh điển này đã lâu, ta nói rằng những người ấy có thiền nhãn. Dù ai có thiền nhãn mà không biết rằng Như Lai thường tồn, thì ta gọi những kẻ ấy là người mang mắt thịt. Hạng người ấy thậm chí không biết được thân thể tay chân của chính họ, cũng không thể làm cho kẻ khác biết được. Vì nghĩa ấy nên gọi là người mang mắt thịt. Lại nữa thiện nam tử, Như Lai thường vì tất cả chúng sanh mà làm cha mẹ. Vì sao vậy? Tất cả chúng sanh đủ mọi hình tướng chủng loại, như loài có hai chân, bốn chân, nhiều chân hoặc không có chân. Phật chỉ dùng một giọng nói mà thuyết pháp với họ, nhưng chúng sanh loài nào cũng hiểu được, thảy đều ngợi khen rằng: Hôm nay Như Lai vì tôi mà thuyết pháp. Bởi nghĩa ấy nên gọi Như Lai là cha mẹ. Lại nữa thiện nam tử, như người kia sanh một đứa con mới được 16 tháng, tuy có nói chuyện nhưng trẻ chưa thể hiểu được. Cha mẹ muốn dạy trẻ nói, trước hết phải nói một giọng theo nó, rồi dần dần mới dạy nó. Vậy giọng nói theo như trẻ của cha mẹ có gọi là không đúng hay chăng? Bạch Thế Tôn, không phải vậy. Thiện nam tử, chư Phật Như Lai cũng vậy, tùy theo đủ loại tiếng nói của chúng sanh mà thuyết pháp. Vì muốn giúp cho họ trú yên nơi chánh pháp, tùy theo ý muốn của chúng sanh mà thị hiện đủ mọi hình tướng. Như Lai nói theo đồng một giọng nói với chúng sanh. Vậy có gọi là không đúng hay chăng? Bạch Thế Tôn, không phải vậy. Vì sao? Vì chỗ thuyết dạy của Như Lai dường như tiếng sư tử giống,
tùy theo đủ mọi âm thanh của thế gian mà diễn giải, thuyết giảng giáo pháp mầu nhiệm.